Kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang theo dõi chương trình Cẩm nang làm đẹp của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương. Thưa quý vị, làm đẹp là một xu hướng tất yếu của chị em phụ nữ và ngày càng có nhiều phương pháp làm đẹp mới hiện đại giúp chị em có thể cải thiện được khuyết điểm, gương mặt khả ái, tươi tắn hơn. Ngoài các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ, xâm lấn thì ngày càng có nhiều chị em lựa chọn phương pháp tiêm chất làm đầy hay còn gọi là tiêm filler. Đây được coi là phương pháp nhanh gọn để tạo hình thẩm mỹ tức thì, không cần nghỉ dưỡng. Vậy tiêm filler là gì? Liệu tiêm filler có hại không và những lưu ý gì khi sử dụng phương pháp làm đẹp này? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cùng với bác sĩ thẩm mỹ sẽ chia sẻ rõ hơn về phương pháp làm đẹp này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, tham gia chương trình Cẩm nang làm đẹp ngày hôm nay là bác sĩ thẩm mỹ Nguyễn Thế Lưu. Trước tiên thì cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, thời gian gần đây thì có rất nhiều những bạn trẻ lựa chọn phương pháp làm đẹp bằng cách tiêm filler. Vậy thì anh có thể cho Minh Thư cũng như là quý khán giả được biết là tiêm filler là gì và những ứng dụng của filler trong ngành thẩm mỹ làm đẹp hiện nay. Chào quý vị khán giả của Đài Truyền hình Hải Dương, chào Minh Thư. Đầu tiên là chúng ta phải biết được cái chất làm đầy. Các chất làm đầy ở trong ngành thẩm mỹ thì đã được ứng dụng từ năm 2003, được FDA công nhận với những cái chất làm đầy như HA, canxi HA hoặc là PMMA. Đấy là những cái chất làm đầy để giúp cho định hình lại khuôn mặt, định hình lại những cái vùng lõm ở trên cơ thể. Thì còn đường nó được gọi chung là filler. Đó. Và nếu mà mình hiểu một cách nôm na nhất, đó là filler chính là những chất làm đầy. Và trên thế giới thì người ta công nhận là ba cái nhóm chất làm đầy chính để sản xuất ra những cái loại filler khác nhau. Đó chính là HA, canxi HA và PMMA. Đấy, mỗi một loại đấy thì nó đều có những cái tính chất khác nhau, cái độ tan của nó, thời gian lưu trong cơ thể nó cũng khác nhau. Vậy là mình có một khái niệm chung nhất, đó là filler là một nhóm những cái chất có tác dụng làm đầy những cái vùng lõm trong cơ thể. Thì khi tiêm vào cơ thể, filler đa phần nó là những cái chất lành tính với cơ thể, nó không có phản ứng bất kỳ với cả cơ thể mình cả. Đấy là những cái filler đảm bảo được FDA công nhận. Đấy, với những cái chất mà mình vừa kể tên, ví dụ như hyaluronic acid là HA, canxi HA hoặc PMMA. Với các loại filler trên thị trường ấy, thì hiện tại thì có rất nhiều các hãng filler khác nhau. Filler Hàn Quốc, filler Trung Quốc, filler Mỹ, filler của châu Âu, rất nhiều các hãng khác nhau. Nhưng tựu chung lại thì filler được chia thành 3 nhóm chính. Thứ nhất là filler có thời gian bán hủy, tức là thời gian mà nó đào thải ra khỏi cơ thể ở mức độ nhanh. Thì những cái filler này nó chỉ tồn tại trong cơ thể khoảng độ trên dưới 12 tháng mà thôi. Nghĩa là sau đó thì trong cơ thể mình nó sản sinh ra một cái chất gọi là hyaluronase. Là cái chất đấy nó sẽ làm tan dần cái khối filler đấy ra. Đấy, thì với những cái loại filler thời gian bán hủy ngắn thì nó chỉ lưu giữ trong cơ thể trong vòng 12 tháng. Thứ hai là filler thời gian bán hủy trung bình. Filler thời gian bán hủy trung bình thì nó sẽ lưu giữ trong cơ thể từ 18 tháng đến 24 tháng. Đây là những cái loại filler mà nó có thêm những cái thành phần định hình để giúp cho ổn định cái phân tử khối của filler tốt hơn. Nó sẽ giúp cho cái filler đấy nó tan lâu hơn. Còn cái chất filler thứ ba đó là những cái filler vĩnh viễn hoặc là bán vĩnh viễn thì nó thường được sản xuất bằng cái chất đó là PMMA. Đây là một cái chất thì nó sẽ tồn tại gần như là vĩnh viễn ở trong cơ thể. Nó giống như là một cái silicone tồn tại trong cơ thể vậy. Thì với những cái chất mà mình kể trên thì nó chia ra thành 3 loại như thế. Và bản chất của những cái filler này khi mà tiêm vào cơ thể thì nó sẽ giúp cho những cái vùng nào trên cơ thể lõm hoặc là định hình lại những cái cấu trúc trên khuôn mặt của chúng ta. Vậy là cái filler thì nó kiến thức chung của nó là như thế. Còn cái ứng dụng filler trong ngành thẩm mỹ thì filler ra đời sau Botox 1 năm. Botox là ra đời từ 2002 và được FDA công nhận để ứng dụng vào thẩm mỹ. Thì đến năm 2003 thì HA được nghiên cứu và ứng dụng vào trong thẩm mỹ và được FDA công nhận. Thì bắt đầu từ 2003 thì tất cả những cái chất làm đầy nó sẽ được FDA công nhận ấy, thì sẽ đều có thêm thành phần HA, canxi HA hoặc là PMMA như mình vừa kể. Thì bắt đầu từ 2003 thì cái phong trào bắt đầu rộ lên là sử dụng filler, sử dụng cái chất làm đầy là filler đó để tiêm, để định hình lại khuôn mặt. Về ứng dụng của nó thì có rất nhiều vùng trên khuôn mặt mình có thể sử dụng filler để định hình. Ví dụ như là khi bạn lõm thái dương
thì filler nó có thể cải thiện cái vùng tái dương lõm của bạn. Khi bị má hóp thì filler có thể cải thiện cái vùng má hóp của bạn. Sống mũi của bạn nó quá thấp thì filler có thể tạo hình một cái sống mũi cho bạn. Hoặc là vùng cằm của bạn quá ngắn, filler có thể giúp cho bạn định hình cái vùng cằm. Hoặc là những cái vùng khuyết, vùng lõm trên cơ thể. Ngoài ra đối với những cái loại filler có trọng lượng phân tử rất là nhẹ hoặc là những cái HA nó có nồng độ thấp thì mình có thể sử dụng vào những cái vùng lỏng lẻo cơ thể, ví dụ như là vùng mí mắt để điều trị những cái thâm quầng mắt rất là hiệu quả. Đấy là một số những cái ứng dụng của filler. Và hiện tại thì trên thị trường người ta còn có sử dụng những cái loại aqua filler, đó là những cái dạng túi 200ml hoặc là 100ml để người ta có thể là bơm ngực, bơm mông để giúp định hình lại cái định hình ngực, định hình mông. Đấy là những cái loại filler nó cũng có thời gian bán hủy trung bình hoặc là vĩnh viễn. Thì khi mà tiêm vào thì nó cũng sẽ giúp căng mọng cái vùng ngực, vùng mông lên và không cần phải sử dụng phẫu thuật. Tuy vậy thì những cái thủ thuật này thì đều cần phải có bác sĩ chuyên khoa thực hiện. Chứ nếu không thì các bạn rất dễ có những cái biến chứng của filler. Đấy là những cái kiến thức chung nhất về filler. Như vậy có thể thấy là việc sử dụng phương pháp tiêm filler cần phải kiểm tra và cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Vậy thì bác sĩ cho biết là đối tượng nào nên sử dụng phương pháp này và thời gian tiêm filler sẽ giữ được khoảng bao lâu? Những cái đối tượng mà các bạn sử dụng tiêm filler như lời bạn Minh Thư đã hỏi ấy, thì hiện tại trên thế giới và cũng giống như là Việt Nam thì chỉ định sử dụng filler đối với các bác sĩ thì cũng khá là rộng rãi. Đối với những bạn mà có những cái vùng khiếm khuyết trên cơ thể, ví dụ như vùng mũi thấp, ví dụ như cằm lẹm, ví dụ như là má hóp hoặc là thái dương hóp thì đều có thể sử dụng filler để giống như một cái giải pháp để giúp các bạn cải thiện được cái khuyết điểm đó một cách nhanh gọn, không phải sử dụng phẫu thuật và cái thời gian nghỉ dưỡng gần như bằng không. Bởi vì là sau khi tiêm filler thì các bạn có thể làm việc bình thường, cũng không có bất kỳ những cái biểu hiện gì khác lạ hoặc là những cái tổn thương gì trên da cả. Thì đối với cả lời khuyên của bác sĩ thì những cái bạn có những cái bệnh lý sau thì các bạn không được sử dụng phương pháp làm đầy bằng tiêm filler. Thứ nhất là các bạn đang có những cái bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu. Bởi vì là filler nó là một cái chất làm đầy, khi nó xâm nhập vào trong cơ thể thì nếu mà kỹ thuật tiêm của bạn không tốt, nó có thể là khi tiêm vào những cái mạch máu nó có thể gây tắc mạch hoặc nó có thể gây những tổn thương những cái mạch máu. Đấy thì nó sẽ gây ra những cái viêm nhiễm hoại tử cái vùng được tiêm vào. Vì vậy là những bạn mà đã có những cái cơ địa về những cái bệnh lý và máu, ví dụ như là máu không đông, ví dụ như là những cái vấn đề như thành mạch yếu chẳng hạn, thì các bạn không nên sử dụng phương pháp tiêm filler. Cái thứ hai là những bạn trong người đang có những cái viêm nhiễm, những cái sốt cấp tính hoặc là những cái nhiễm trùng, nhiễm khuẩn cấp tính thì cũng không nên sử dụng phương pháp tiêm filler. Bởi vì làm sao? Bởi vì là tiêm filler vào nó cũng là một cái dị chất ở ngoài được đưa vào cơ thể. Khi trong cơ thể đang có quá trình phản ứng viêm thì đồng nghĩa việc là các bạn cũng rất dễ bị phản ứng về cái chất filler đó. Nó có thể nó gây nó sưng tấy cái vùng tiêm lâu hơn, nó cũng có thể nó gây ra những cái phản ứng đào thải và gây ra viêm mủ những cái vùng tiêm filler đó. Đấy, cái thứ ba đó là những cái bạn mà có cơ địa quá dị ứng, gần như cái HA thì rất là lành tính. Không có bạn nào bị dị ứng HA cả, bởi vì đó là những cái chất nó nằm trong cơ thể mình rồi. Đấy, còn thường ấy là các bạn bị dị ứng với cả những cái chất đi cùng mấy cả cái HA đó, ví dụ như cái chất phụ gia bảo quản hoặc là một số những cái dạng filler bây giờ họ có thêm cái lidocaine để khi tiêm vào trong da thì nó sẽ có tác dụng làm giảm đau một chút. Như vậy là nếu mà các bạn có cơ địa quá mẫn cảm, quá dị ứng thì khi tiêm vào thì các bạn có thể dị ứng với cả cái lidocaine đấy thì cũng rất là nguy hiểm. Đấy là một số những cái bệnh lý mà các bạn không nên tiêm filler. Ngoài ra thì còn những cái bệnh lý khác, ví dụ như là các bạn đang bị những cái bệnh lý ác tính hoặc là những các bạn đang bị những bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm, ví dụ như là các bạn đang mắc HIV hoặc gì đó, thì khuyến cáo thì các bạn không nên đi làm những cái thủ thuật làm đẹp có xâm lấn vào da, ví dụ như tiêm filler. Bởi vì các bạn làm đẹp bằng các thủ thuật đấy thì vô hình chung nó sẽ là một cái đường lây truyền nếu mà người làm thủ thuật và bạn không có một cái biện pháp bảo hộ thật tốt. Đấy, thì đấy là những cái khuyến cáo của bác sĩ dành cho những các bạn đang có ý định sử dụng phương pháp làm đẹp bằng filler. Đấy là những cái đối tượng không nên làm đẹp bằng filler. Còn đa phần các bạn có ý định làm đẹp bằng filler thì đều có thể làm đẹp bằng filler được.
Đấy, hoàn toàn là cái biện pháp này rất là an toàn và lành tính. Về thời gian mà filler lưu lại trong cơ thể thì mình đã nói về 3 nhóm cái chất filler mà mình vừa nói, đó là những cái filler có thời gian bán hủy ngắn, filler đó là dưới 12 tháng, filler thời gian bán hủy trung bình đó là từ 18 tháng đến 24 tháng, còn filler thời gian bán hủy gọi là vĩnh viễn hoặc bán vĩnh viễn đó là gần như tồn tại cả đời. Nhưng hiện tại trên thị trường thì có rất nhiều các hãng filler khác nhau, có rất nhiều những cái loại filler khác nhau, có những hãng có sản xuất tốt, cái kết cấu của cái phân tử filler rất là tốt, thì những cái hãng đấy thì nó sẽ lưu lại trong cơ thể được đúng theo cái thời gian khuyến cáo. Nhưng cũng có một số hãng họ khuyến cáo là đây là một cái chất filler có thời gian bán hủy ngắn từ 12 tháng. Nhưng nếu mà họ sản xuất bằng những cái chất nó không được chuẩn, nó không phải là HA, nó chỉ là silicone thôi, thì gần như nó sẽ tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể. Đấy là những cái filler kém chất lượng. Và cái thời gian tồn tại của filler nó còn phụ thuộc vào rất nhiều cái chế độ ăn uống sinh hoạt, cũng giống như là cơ địa của bạn. Bởi vì là cái filler thì nó sẽ có một cái chất nó làm tan nó trong cơ thể hàng ngày, cơ thể bạn vẫn sinh ra, đó là cái hyaluronan. Với cái men đó thì nó sẽ làm tan cái HA ở trong filler ra, và nó sẽ giúp cho cái filler đấy nó sẽ làm mềm và gần như nó tan ra thành nước. Vì vậy là cái đối với những cơ thể có một số thể trạng các bạn là tiết rất nhiều những cái men đó thì cái filler nó cũng không tồn tại được lâu, hoặc là các bạn không tiết hoặc tiết rất ít cái men đó thì cái filler nó sẽ tồn tại lâu hơn dự tính. Đấy là cái thời gian tồn tại. Và cái nữa nó là liên quan đến chế độ ăn uống sinh hoạt. Với những cái bạn mà có thói quen sử dụng rượu bia, thuốc lá và chất kích thích thì đa phần những cái thời gian tồn tại của filler trong cơ thể nó sẽ bị giảm đi đáng kể. Hoặc là một số bạn nó đi tiêm filler xong các bạn có thể sử dụng sông nóng, hoặc là thường xuyên làm việc ở môi trường nhiệt độ cao thì nó cũng ảnh hưởng đến cái thời gian tồn tại của filler. Và cái thời gian này thì thường là khi các bác sĩ sử dụng loại filler nào, đó là phải filler chính hãng và phải có nắm được cái thời gian tồn tại của filler đó. Tùy từng vùng khác nhau thì các bạn có thể sử dụng những cái loại filler khác nhau để các bạn tiêm vào. Ví dụ như là các bạn muốn một cái vùng thái dương nó được đầy đặn, nó được mềm mại thì các bạn nên sử dụng những cái loại filler có thời gian bán hủy ngắn hoặc là trung bình. Bởi vì là làm sao cái vùng đấy thì cái khi filler nó tan ra thì cái nó chất HA trong đấy nó sẽ hút nước vào, nó sẽ làm mọng, làm căng cái vùng đấy lên thì nó sẽ tự nhiên hơn là một cái khối định hình ở đó. Đấy. Còn nếu mà các bạn muốn định hình vùng mũi, vùng cằm, đó là những cái vùng mà định hình phải cần chắc chắn, nhất là vùng mũi, thì các bạn lại nên sử dụng những cái loại filler có thời gian bán hủy trung bình trở lên. Bởi vì nếu mà tan nhanh quá thì nó sẽ có hiệu bị tràn. Vậy là nếu mà tràn ra thì các bạn nhìn thấy nó rất là xấu, mũi nó tự nhiên bè ra. Đấy là cái tùy từng vùng tiêm nữa, cũng có thể có chọn cách cái loại filler khác nhau nữa. Và cái loại filler ở vùng tiêm này nó còn liên quan đến cái vấn đề là cấu trúc phân tử của filler. Ví dụ như là thường một hãng filler thì lúc nào người ta cũng sẽ sản xuất từ 3 đến 4 loại filler khác nhau. Có filler cấu trúc phân tử nhỏ hoặc siêu nhỏ để tiêm vào những cái vùng niêm mạc, vùng mềm. Ví dụ như là môi, ví dụ như là mí, những cái cấu trúc phân tử filler siêu nhỏ. Nó rất là mịn và khi tiêm vào đấy thì bạn có thể là tràn đều ra, filler nó sẽ len lỏi đến tất cả những cái mô tổ chức ở môi hoặc là vùng dưới mí của bạn, nó sẽ giúp làm căng mọng cái vùng đấy lên. Có những loại có cấu trúc phân tử nhỏ hoặc đến trung bình thì nó để định hình những cái vùng, ví dụ như vùng má, vùng thái dương đấy, bởi vì là nếu mà nhỏ quá thì nó tan rất là nhanh đấy, nó sẽ đi theo, nó thấm vào trong cái mô tổ chức rất là nhanh, như vậy là thời gian lưu không được lâu. Đấy, còn có những cái cấu trúc phân tử lớn thì thường nó định hình ở vùng mũi, vùng cằm để nó thời gian nó lưu lại được lâu hơn. Đấy, nó liên quan đến cả cấu trúc phân tử và cả chất liệu filler mà bạn sử dụng. Nó là cái chất liệu gì? Ví dụ như HA, canxi HA hay là PMMA. Đấy là cái thời gian lưu của filler. Qua những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì có thể thấy là phương pháp làm đẹp bằng tiêm filler cần phải kiểm tra cẩn thận rất là kỹ lưỡng và phải được sự tư vấn của bác sĩ thẩm mỹ. Được biết anh là một bác sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, anh có thể chia sẻ những cái ưu điểm cũng như những cái khuyết điểm trong phương pháp làm đẹp bằng tiêm filler. Về những cái ưu điểm của phương pháp làm đẹp bằng filler, đây là một cái phương pháp khá là an toàn nếu mà các bạn được những cái bác sĩ chuyên khoa, người ta đã được đào tạo chuyên môn tốt, người ta thực hiện. Thứ nhất đó là cái phương pháp này, bởi vì cái chất đưa vào trong cơ thể là một cái chất rất là an toàn đối với cơ thể. Bản thân cơ thể nó đã có nó rồi. Vậy là đây là một phương pháp làm đẹp mình khẳng định là an toàn hẳn. Cái thứ hai đó là cái phương pháp làm đẹp này nó diễn ra rất là nhanh,
xử lý được toàn bộ những cái khuyết điểm hoặc là những cái vùng trên cơ thể mà bạn muốn cải thiện một cái thời gian rất là ngắn. Bình thường những kỹ thuật tiêm filler của các bác sĩ thì chỉ diễn ra trong vòng 5 đến 10 phút tùy từng vùng khác nhau là các bác sĩ đã tiến hành xong một kỹ thuật đấy rồi. Về cái nghỉ dưỡng của sau khi làm thì gần như không phải nghỉ dưỡng gì cả. Các bạn sau khi làm kỹ thuật tiêm filler botox các bạn có thể đi làm việc bình thường, công tác bình thường, không có bất kỳ một cái đau đớn nào trong của cơ thể của bạn cả. Cái nữa đó là nó là một kỹ thuật mà cái chi phí ở nó mức độ vừa phải, bởi vì là đối với những bạn mà cần phải cải thiện về những cái răng mũi của mình này, răng cằm của mình, hoặc là những cải thiện những cái vùng má hóp chẳng hạn, thì các bạn cần phải tiến hành những cái cuộc phẫu thuật lớn chẳng hạn, thì chi phí nó rất là lớn và nghỉ dưỡng rất là lâu. Nhưng đối với filler thì cái chi phí nó không quá cao đấy. Và cái một cái ưu điểm vượt trội của cái filler do so với cả cái phẫu thuật ấy, đó là những cái về chăm sóc của nó sau khi làm, tức là quá trình hậu phẫu của nó thì gần như là rất là nhẹ nhàng, chủ yếu là các bạn không tì đè, chủ yếu các bạn không sông nóng vào vùng đấy và ăn kiêng khem một chút, còn không cần phải nghỉ dưỡng quá lâu như phẫu thuật. Với cái phương pháp làm đẹp bằng filler thì gần như là cái chỉ định của nó cũng khá là rộng rãi hơn phẫu thuật, và cái hiệu quả nó mang lại thì ngay tức thì sau khi tiêm xong các bạn có thể thấy được cái hình dáng mũi, hình dáng má rồi thay đổi trên khuôn mặt của bạn ngay sau khi làm. Các bạn không cần phải mất thời gian chờ hết sưng nề gì cả. Đấy là những cái ưu điểm rất lớn của cái phương pháp làm đẹp bằng filler. Nhưng bên cạnh đó thì những cái phương pháp làm đẹp này nó cũng có những tiềm chứa những cái nhược điểm nhất định. Cái thứ nhất đó là cái thời gian lưu của trong filler ở trong cơ thể nó không phải là vĩnh viễn. Vì vậy là các bạn sẽ phải sử dụng nó một cách nhiều lần. Đấy, cái thứ hai đó là cái vấn đề là kỹ thuật tiêm của người được thực hiện cũng không phải là hoàn toàn đều được học một cách tử tế. Nếu mà các bạn tiêm ở những cơ sở không uy tín, hoặc là tiêm ở những người không có những kiến thức về y học, không có làm ở ngành y, thì các bạn có thể sẵn sàng bị những cái biến chứng. Ví dụ như là tiêm vào mạch máu, nó gây ra một cái tắc mạch. Có rất nhiều những cái ca mà báo chí đã đưa tin, đó là bị mù mắt này, bị hoại tử vùng mông, hoại tử vùng ngực, hoặc là hoại tử vùng cằm, vùng mũi do tiêm filler. Đấy, toàn bộ những cái ca hoại tử đó thì mình khẳng định 100% đó là do các bạn tiêm vào mạch máu. Bởi vì kỹ thuật tiêm filler nó không khó, nhưng phải là một người có kiến thức về ngành y, kiến thức về giải phẫu cái vùng tiêm thì các bạn mới tránh được những cái mạch máu. Cái thứ hai là các bạn mới tránh tiêm vào những cái mạch máu đó. Còn nếu mà khi mà các bạn tiêm vào mạch máu thì cái filler nó giống như là một cái nút bít tắc lại cái mạch. Và nếu mà nó tiêm vào những mạch lớn thì nó không phải bít tắc ngay ở cái vùng đó. Khi đó những cái chất filler nó sẽ chạy ra những cái vùng nào mạch nó nhỏ hơn và nó gây bít tắc ở những cái vùng mạch nhỏ hơn đó. Ví dụ vì sao tiêm mũi lại gây ra tổn thương mắt, lại gây có thể gây mù mắt? Bởi vì khi tiêm vào mạch máu ở những cái vùng mũi đó thì cái chất filler nó di chuyển vào những cái vùng mạch ở hậu nhãn cầu, nó làm tắc những cái vùng mạch đấy và nó gây ra tổn hại cái nhãn cầu. Đấy. Chứ và một số những trường hợp mình đã khám cho một số những cái bạn tiêm filler vùng mông thì cái khối filler nó lại chạy xuống hẳn, nó gây tắc và gây hoại tử ở vùng chi dưới, vùng đùi hoặc là vùng cẳng chân. Đấy, một số bạn tiêm ngực thì cái khối filler nó có thể gây ra tổn thương những cái vùng ở vùng bụng dưới hoặc là vùng cơ ngực. Đấy, là nó không phải là tắc ngay cái mạch đó. Vậy là những cái hoại tử này là những hoại tử rất khó để điều trị, bởi vì mình không biết cái khối filler nó nằm ở đâu, không biết là nó sẽ gây tắc ở những vùng nào. Và nguy hiểm hơn nữa là nếu mà nó đưa vào những vòng tuần hoàn chung trong cơ thể thì nó có thể gây tắc mạch não, tắc mạch tim, thì có thể gây tử vong. Đấy là những cái nguy hiểm rất là lớn trong quá trình tiêm filler nếu mà các bạn không có kỹ thuật. Còn một cái vấn đề nữa trong quá trình tiêm filler đó là vấn đề nhiễm khuẩn. Đấy, filler nó cũng là một cái phương pháp để làm đẹp cũng rất là phổ biến, rất nhiều spa, rất nhiều cơ sở hiện tại đang sử dụng cái phương pháp này để làm đẹp. Nhưng nếu các bạn không đảm bảo vô khuẩn thì từ một mũi kim đó thì các bạn phải tiềm cái chứa đựng những cái nguy cơ gây viêm nhiễm. Bởi trên hệ thống da của chúng ta có rất nhiều những cái vi khuẩn, ví dụ như là liên cầu và tụ cầu. Nếu các bạn không sát khuẩn này, không đi găng tay, cũng không làm sạch những cái dụng cụ các bạn thì có thể gây lây nhiễm từ cái mũi kim đấy vào, có thể gây áp xe vùng tiêm, hoặc là các bạn có thể lây chéo những cái bệnh lý truyền nhiễm cho nhau thông qua cái hoạt động tiêm filler. Và một cái vấn đề nữa mình cũng rất hay gặp các bạn đến khám về tiêm giải filler, đó là các bạn tiêm những cái filler chất lượng không có chất lượng ổn định,
hoặc là tiêm filler trôi nổi không rõ nguồn gốc, dẫn đến các bạn bị vón cục. Vón cục là gì? Là những cái filler nó chứa cái silicone quá nhiều, nó chứa những cái hạt silicone, dẫn đến là khi tiêm vào thì cái cơ thể mình nó sẽ không tiêu được cái đấy, và nó tạo thành một cái cơ thể nó sẽ bao bọc lại cái đấy bằng một cái tổ chức xơ. Khi bao bọc bằng tổ chức xơ đó thì nó tạo thành những cái cục lổn nhổn ở dưới vùng da đấy. Và khi đó thì tất cả những cái giải pháp đó là tiêm giải filler đều không hiệu quả. Đấy. Và những cái đấy thì chúng ta bắt buộc phải dùng biện pháp trích rạch hoặc là làm phương pháp nào đó để phẫu thuật để lôi nó ra. Và đối với những cái vùng ở trên mặt chẳng hạn, khi mà bạn bị filler tiêm vùng má chẳng hạn, mà bạn bị một khối lổn nhổn, bạn bị khối vón cục ở vùng má, thì liệu bạn có bằng lòng cho bác sĩ rạch cái vùng má của bạn ra để lôi những cái cục đấy ra hay không? Đấy, đấy là những cái biến chứng về lâu về dài mà nhiều bạn cũng không dám cải thiện cái biến chứng đó. Đối với những cái bạn mà gọi là không nhìn rõ trên bề mặt thì không sao, nhưng có những cái vón cục lớn nó nhìn rõ trên bề mặt thì đấy là ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ. Đấy là ba cái biến chứng thường hay gặp nhất trong quá trình tiêm filler. Ngoài ra thì còn một số những cái gọi là hiện tượng sau khi tiêm filler thường có thể xảy ra, đây là có thể nhé. Ví dụ như là tiêm filler có chọn sai loại chẳng hạn, thì khi bạn tiêm vùng mũi nó có thể bị tràn, thì nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Đấy, bình thường là mình sẽ chọn một cái loại filler có trọng lượng phân tử cao này, cái filler tầm trung này, để tiêm vùng mũi thì nó ổn định, nó tạo thành cái dáng mũi cho bạn ổn định, đẹp. Nhưng đối với những trường hợp một số bạn thì nó giải filler nhanh, hoặc là một số bạn là chọn sai cái loại filler tiêm thì nó gây ra tràn. Đấy, còn nữa là có thể là tiêm sau khi tiêm thì cái vùng da đấy của bạn nó bị căng lên. Nó khi nó căng lên thì bạn hơi khó chịu và cảm thấy tức một chút. Đấy là một số những cái gọi là biểu hiện, chứ không phải là cái đấy là cái tai biến chứng gì cả của tiêm filler. Đấy là một số những cái biểu hiện có thể xảy ra. Hoặc là cái mũi kim của bạn tuy nó không đâm vào mạch máu, nhưng nó đi qua những cái mạch máu nhỏ ở ngay dưới da. Đối với những hợp nào da mỏng, da yếu thì nó có thể để lại những cái vùng vết kim. Đấy, vết kim đấy là do những cái vùng mạch máu ngay ở dưới da nó bị vỡ ra, thì nó là hơi bầm tím nhẹ ở cái vùng chân kim ấy mà thôi. Giống như các bạn tiêm bắp hoặc là tiêm ven nó bị bầm tím ấy, thì đấy là chính là nguyên tắc của nó. Đấy, thì đấy là một số biểu hiện sau khi tiêm filler, đấy nó không phải biến chứng. Đấy là toàn bộ là những cái mà ưu và nhược điểm của cái phương pháp làm đẹp bằng filler. Tuy là một phương pháp rất là an toàn, hiệu quả tức thì, nghỉ dưỡng thì ít và cái chỉ định của nó khá là rộng rãi cho các bạn, nhưng bên cạnh đó nó có rất nhiều những cái nguy cơ nếu các bạn trao nhầm niềm tin cho những cơ sở không uy tín. Thứ nhất đó là cái vấn đề về tiêm vào mạch máu, đấy là nguy hiểm nhất. Bác sĩ chúng mình thì nguyên tắc đầu tiên tiêm filler là phải đảm bảo là phải không được tiêm vào mạch máu. Đấy, cái đầu tiên về nguyên tắc là như thế. Cái thứ hai đó là có thể nhiễm khuẩn, cái thứ ba có thể là vón cục, và còn những biểu hiện khác mà mình vừa kể. Đấy là những cái và tác dụng không mong muốn của quá trình tiêm filler. Như vậy có thể thấy là phương pháp làm đẹp bằng tiêm filler an toàn nhưng cũng mang nhiều rủi ro và tiềm ẩn nguy cơ cao. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cũng như là những cái lưu ý gì khi sử dụng phương pháp tiêm filler? Trước tiên đó là mình phải khẳng định là cái phương pháp làm đẹp bằng filler hiện tại ở Việt Nam mình cũng giống như trên thế giới đang rất là phổ biến. Vì vậy là cái tính phổ biến của nó đâm ra là cái tỷ lệ nguy cơ nó cũng xảy ra rất là cao. Bạn có thể biết được là khi mà làm trăng hàng nghìn ca làm thì kiểu gì cũng sẽ có những ca bị biến chứng. Đấy là cái đầu tiên. Và cái lời khuyên của mình để dành cho các bạn muốn làm đẹp bằng phương pháp tiêm filler thì đầu tiên các bạn phải tìm hiểu là cái khuôn mặt của các bạn hay là cái nhu cầu của các bạn nó như thế nào. Đối với những cái bạn muốn cải thiện vùng mũi, đối với những bạn muốn cải thiện vùng cằm, đối với bạn cải thiện vùng thái dương thì các bạn cần phải đến được những cơ sở thẩm mỹ có bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ, người ta phân tích cho các bạn cái tỷ lệ của cái mũi của bạn đã ổn chưa, cái thái dương của bạn hot đấy thì nên tiêm hay là sử dụng phương pháp phẫu thuật, hoặc có phương pháp nào khác để thay thế hay không, hoặc là sử dụng những cái biện pháp khác để cải thiện những cái vùng da đó của các bạn. Đấy, cái tiếp theo đó là các bạn cần phải trao cái niềm tin của mình đúng cơ sở. Bởi vì là các bạn tiêm filler thì các bạn cần phải biết rõ nguồn gốc của cái loại filler đó, rồi biết rõ cái cơ sở đấy nó có được bác sĩ uy tín tiêm hay không, hay là những người mà họ không có kiến thức về ngành y tiêm. Tiếp theo đó là các bạn phải check được những cái khách hàng đã từng tiêm ở đó làm sao cho hiệu quả đẹp hay không. Đấy là những cái lời được khuyên đầu tiên khi các bạn lựa chọn những cái cơ sở để tiêm filler. Còn
Trong quá trình làm đẹp bằng filler đấy thì nó có rất nhiều những cái lời khuyên cho các bạn. Thứ nhất đó là trong khi mà các bạn quyết định làm đẹp bằng filler thì các bạn cần phải có được sự tư vấn tận tình này. Các bạn cần phải biết được về những cái hãng filler hiện tại mà được Bộ Y tế cấp phép để sử dụng cho các bạn. Ví dụ như là các hãng filler hiện tại trên thị trường được Bộ Y tế cấp phép, ngoài những cái filler Hàn Quốc mới được cấp phép của Bộ Y tế thì bác sĩ rất tin trùng dùng của ba hãng. Đó là thứ nhất là cái Tiosan, thứ hai là Juvederm, thứ ba là Zetalin. Đây là ba hãng filler đến từ phương Tây. Đây là ba hãng filler rất là tốt và các bác sĩ rất là tin dùng. Nhưng cái nhược điểm lớn nhất của ba hãng này là giá thành của họ nó rất là đắt. Đấy, cao. Còn những cái filler đến từ Hàn Quốc thì cũng phải thông qua giấy phép của Bộ Y tế thì các bác sĩ mới sử dụng. Đấy, thì các bạn phải tìm hiểu được. Đấy, nếu mà các bạn lựa chọn cái filler mà tiêm cho các bạn thì tất cả cũng nên tìm hiểu xem là cái filler này đã được cấp phép trên thị trường Việt Nam hay chưa, để đảm bảo nhất khi tiêm vào trong cơ thể mình nó không có những cái biến chứng gì cả. Và cái lời khuyên tiếp theo là khi các bạn đã tiến hành cái phương pháp làm filler rồi, các bạn đã tin tưởng cơ sở đó rồi và đã tiến hành rồi thì các bạn nên thực hiện đúng cái lời khuyên của bác sĩ ở cơ sở đó. Ví dụ như là thường các bác sĩ sẽ dặn những cái bệnh nhân và khách hàng của mình đó là sau khi tiêm 24 tiếng nếu có những cái vấn đề về đau căng tức hoặc bầm tím nhiều thì phải đến cơ sở để khám ngay. Bởi vì kỹ thuật tiêm của bác sĩ đã được chuẩn hóa rồi, nhưng khi mà làm thì không thể nào chắc chắn 100% được. Đấy, bởi vì mũi kim khi đâm vào cơ thể không chắc chắn 100% được. Thì khi mình làm kỹ thuật tiêm thì mình đều dặn khách hàng của mình là như thế. Bởi vì là trong vòng 24 tiếng nếu có biểu hiện tắc mạch thì mình xử lý ngay thì nó biến chứng nó rất ít. Đó, mình tiến hành tiêm giải luôn, biến chứng rất ít. Như vậy là cái đấy nó chính là cái độ an toàn cao nhất cho những cái bạn tiêm filler. Đấy, và ngoài ra thì các bạn chọn phương pháp làm đẹp bằng filler ấy, thì các bạn cũng phải bằng lòng với cả cái phương pháp đó. Nó chỉ có thời gian để duy trì mà thôi, chứ không phải là vĩnh viễn. Các bạn muốn cái mũi của bạn đẹp vĩnh viễn, muốn cái cằm các bạn dài ra vĩnh viễn thì các bạn nên lựa chọn một cái phương pháp khác, ví dụ như là phẫu thuật. Đấy. Và có rất nhiều cái phương pháp làm đẹp để cải thiện nhan sắc của các bạn. Ví dụ như là sử dụng Botox, ví dụ căng chỉ, ví dụ như là phẫu thuật thẩm mỹ. Thì mỗi phương pháp này nó đều có những cái chỉ định khác nhau, những cái vùng điều trị nó khác nhau. Nhưng các bác sĩ thẩm mỹ thì sẽ có cái nhìn chung, có thể chỉ định cho các bạn được những cái phương pháp tốt nhất cho các bạn. Đấy, có thể là kết hợp giữa tiêm filler và Botox để tạo một khuôn mặt V-line thì cái số lượng filler tiêm vào trong cơ thể nó ít đi, những cái tai biến chứng nó cũng giảm đi và hiệu quả thì lại tốt hơn rất nhiều khi mà các bạn sử dụng filler đơn thuần. Đó là những cái lời khuyên của bác sĩ dành cho các bạn trong cái quá trình làm đẹp bằng filler. Và các bạn có muốn làm đẹp bằng cái phương pháp này thì các bạn cũng tìm hiểu một chút những cái kiến thức cơ bản về nó để các bạn có thể lựa chọn cơ sở uy tín, lựa chọn cái filler uy tín cũng giống như là tay nghề của kỹ thuật viên uy tín để các bạn làm đẹp một cách an toàn và hiệu quả. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Chúc cho anh sẽ có thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trên con đường của mình đã chọn. Tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng xem một clip về quy trình tiêm filler được thực hiện bởi bác sĩ Nguyễn Thế Lưu. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, qua chia sẻ của chương trình và bác sĩ có uy tín trong lĩnh vực làm đẹp, hy vọng đã mang đến những kinh nghiệm hữu ích cho quý vị khi lựa chọn phương pháp làm đẹp bằng tiêm filler an toàn và hiệu quả để luôn giữ cho mình một khuôn mặt hài hòa, trẻ trung và tươi tắn. Chương trình Cẩm nang làm đẹp của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể xem chương trình tại địa chỉ haizuongtv.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!